8 cái khổ cho thấy giá trị của hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đời người, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành tồn tại. Ai cũng phải trải qua, không hề có ngoại lệ. Vậy đâu mới là những nỗi buồn lớn nhất của chúng ta? Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên mỗi người đều phải trải qua trong đời. Là người thì phải chịu sự chi phối của nó. Vậy nên chỉ có thể dùng tâm thái thản nhiên mà tiếp nhận. Khi có thể lạc quan, xả bỏ sự sợ hãi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Yêu thương hay ly biệt cũng là việc mà bạn sẽ thường xuyên phải đối diện trong cuộc đời này. Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt đều là những chuyện khiến con người thống khổ, nhưng lại là những điều hiển nhiên trong cuộc sống, không sao tránh được. Thế chi bằng bạn hãy biến khoảng thời gian ở bên nhau trở nên ý nghĩa hơn để sau này không còn phải tiếc nuối. Cuộc sống của mỗi người đều khó có thể hoàn mỹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bi thảm. Có thể điều chỉnh tốt tâm thái của mình, vui vẻ sống, biết rõ điều gì nên giữ, điều gì nên buông, chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. 1. Sinh. Nhà Phật cho rằng thế giới thực tại là khổ. Chúng ta sinh sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống sống, chết chết, vòng luân hồi ấy không biết lúc nào mới kết thúc. Người ta có thân người này cũng chính là đã phải chịu trầm luân trong bể khổ tưởng như vô bờ. Cho nên con người khi hạ sinh, lần đầu tiên cất tiếng chính là tiếng khóc. 2. Lão. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều nhanh chóng trôi qua. Người ta nói đời người như bóng câu vút qua cửa sổ. Con ngựa đang sung sức kéo chiếc xe chạy vun vút trên đường, lướt qua cửa sổ thì đúng là chỉ trong tích tắc. Lý Bạch cũng từng viết đôi câu thơ nói về cái ám ảnh già cỗi này. Thềm cao gương soi đầu tóc bạc, sáng như tơ xanh chiều tự tuyết. Ai rồi cũng phải già đi, tuy rằng mỗi ngày ta không nhìn thấy mình đang lão hóa. Đó là một nỗi khổ khó nói nên lời. Con người bình thường không cách nào có thể khống chế điều này. Mỗi khi nhìn lại thấy thêm một sợi tóc bạc thì trong tâm sẽ phảng phất một nỗi buồn thương. 3. Bệnh. Người xưa nói trời không đo được gió và mây, người sớm tối có họa phúc không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ lớn của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng ngày mai có thể đau đớn, lìa đời chẳng hay. 4. Tử. Phật gia cho rằng chết là không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng, bởi vì họ cho rằng cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới. Luân hồi là để một sinh mệnh mới được ra đời. Nhưng chính sự lưu luyến không muốn rời xa cõi trần của con người ta lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất. 5. Yêu thương phải chia lìa. Yêu thương là bản năng của con người. Nam nữ đến với nhau chính là sự xuất phát từ sự dung hợp của âm dương trời đất. Nhưng cũng chính sự yêu thương cũng bao hàm thống khổ, bởi vì con người một khi yêu thương sẽ khó chấp nhận sự phân ly, chia cách, sẽ càng trở nên ích kỷ hơn. Bởi thế người ta đã phải thốt lên, hỏi thế gian tình ái là chi mà cho đôi lứa thề nguyện sống chết. 6. Oán hận lâu dài. Yêu thương và oán hận chính là hai mặt của cuộc sống con người. Nhưng kể ra, một đời người yêu thương chẳng được bao nhiêu, còn oán hận thì dường như chất chồng. Vậy mà chẳng mấy ai hiểu được rằng oán hận người khác bao nhiêu thì bản thân mình sẽ tổn thương bấy nhiêu. Yêu thương quá cũng khiến người ta càng trở nên oán hận hơn. Yêu sâu nặng thì oán hận cũng càng mãnh liệt. Đam mê và dục vọng cũng chính là nguyên nhân của oán hận. 7. Cầu mà không được. Phật gia cho rằng dục vọng của con người giống như một sợi dây cao su kéo căng. Một khi tìm không được điều mình đang truy cầu thì sẽ bật ngược trở lại, bắn vào mình, tự làm tổn thương, từ đó mà thống khổ. Càng truy cầu nhiều thì người ta càng thống khổ, bởi vì những thứ người ta mong cầu là vô cùng nhiều. Thế nhưng
những thứ đạt được lại chỉ là hữu hạn. Người ta không phải cứ muốn là được, cứ truy cầu rồi có. Tất cả đều phải dựa vào phúc báo của bản thân mới có được. Nhưng một khi truy cầu không được, người ta sẽ dám làm nhiều việc xấu để đạt được mục đích. Khi càng bị tổn thương, người ta càng rơi vào thống khổ. 8. Bị mê lạc bởi những điều thấy được. Con người thường rất dễ bị mê lạc bởi những thứ vật chất, hình tượng, sự vật mà họ nghe thấy, nhìn thấy, gặp phải, cảm nhận được. Đó chính là ngọn nguồn của sự thống khổ. Chính là người ta bị huyễn tượng, giả tướng, những điều hư ảo bề ngoài mê hoặc. Những biểu hiện bên ngoài ấy vốn không phải bản chất của sự vật, hiện tượng. Nếu cứ bị hãm sâu vào trong đó, người ta sẽ như chìm vào cõi mê mờ, không cách nào thoát ra. Bên trong xã hội, bạn không chỉ cần đầu tư vào tri thức mà còn đầu tư vào vẻ ngoài của chính mình. Đừng tiếc tiền khi làm đẹp cho bản thân. Chỉ khi bạn yêu bản thân mới có thể yêu người khác tốt hơn. Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế, cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với người nhìn. Bạn không cần phẫu thuật để xinh đẹp đến sắc sảo, chỉ cần chăm chút cho bản thân, luôn gọn gàng, ăn mặc hợp hoàn cảnh là đủ. Tiền đầu tư tương lai không nên tiết kiệm. Lưu Gia Linh có câu nói thế này: không độc lập tài chính sẽ thiếu đi lòng tự tôn, không độc lập về tư tưởng sẽ thiếu đi sự tự chủ, không độc lập nhân cách sẽ thiếu đi tự tin. Vẻ đẹp lớn nhất của người phụ nữ được thể hiện ở sự tự lập của họ. Họ có sự tự tin mà người khác không thể lấy đi. Họ có sự tự lập bền vững mà không cần đàn ông cho cảm giác an toàn. Nhà thơ Dương Tú Hoa là một bệnh nhân bại não, năm 6 tuổi, đi lại loạng choạng, nói ngọng. Năm 19 tuổi, bố mẹ cô sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân với người hơn cô tận 13 tuổi. Chồng cô lại là một người đàn ông thô tục, hắn coi thường cô, thường xuyên bạo hành cô. Thấy cô làm thơ, hắn chế nhạo, thấy cô ngã, hắn cười. Ban đêm bị bệnh, hắn đạp cô xuống giường. Nghèo khó khiến Dư Tú Hoa không còn hy vọng gì về hôn nhân. Nhưng dù khó khăn tới đâu, cô thà mua ít quần áo hơn cũng phải để dành tiền mua một cái máy tính và thật nhiều sách bồi đắp tâm hồn của mình. Ngày thường cô làm ruộng, rảnh rỗi thì học và viết. Vào một ngày năm 2015, bài thơ của cô trở thành tâm điểm trong cộng đồng và trở nên nổi tiếng. Từ số tiền nhận được, cô đã có thể chuộc lại tự do, thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ cũ. Sự tự do về số tiền